Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện.com. Video chuyên về các cái dòng sản phẩm để độ chế xe điện 4 bánh, 3 bánh và cả xe 2 bánh nữa, xe xăng và xe điện. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái bộ hệ thống treo trước sử dụng hai càng chữ A, có phanh dầu, giảm xóc. Chọn bộ phụ tùng như trên video, có cả những cái tay bắt ốc hàn vào khung giảm xóc. Trong cái video này, đây là bộ giảm xóc to dùng cho xe 4 bánh lớn, còn làm những cái xe nhỏ thì có thể sử dụng giảm xóc nhỏ. Ở một cái video trước thì mình đã giới thiệu về một cái bộ không có phanh và độ cứng của cái thằng này so với bộ càng ATV thì nó khác hẳn. Và cái cách để mà bắt lên khung như thế nào thì đều đã được giới thiệu ở cái bộ không phanh. Còn ở đây là sẽ giới thiệu về bộ có phanh và báo giá. Mọi cách lắp đặt thì các bạn có thể xem ở cái bộ video là không có phanh ở cái video trước. Đây là bộ có phanh. Về cái độ chéo tim ốc này thì từ con ốc lọ sang con ốc kia là 7 cm, đo chéo là 10 cm. Trên thị trường thì nó còn một loại nữa là tim ốc qua bên này qua bên kia là 7 cm và 8 cm, là hai loại khác nhau. Thì các bạn khi mua hàng thì có thể lưu ý mình đo trước cái bánh xe của mình để tránh nhầm lẫn. Với cái tim ốc 8 cm này thì các bạn có thể liên hệ, mình sẽ thay cho các bạn một cái vành Meyer này loại 8 cm, còn mặc định là 7 cm vì bên mình chuyên bán 7 cm thôi. Đây là những cái tai để bắt hàn lên khung, bắt vào những cái đầu khớp quay này. Đây là khung dưới và đây là khung trên. Đây là những cái tai người ta đã hàn sẵn để mình chống giảm xóc. Giảm xóc thì có thể chống đứng, càng đứng thì nó sẽ càng cứng, còn chống càng nghiêng thì nó sẽ càng yếu và mềm hơn. Thì với các loại xe 4 bánh thì dùng giảm xóc to, 4 chỗ ngồi trở lên thì nên dùng giảm xóc to, còn đối với chỗ khoảng 2 chỗ ngồi trở xuống hoặc là xe 1 người thì nên giảm xóc mềm hơn, cho nó mềm. Mọi chi tiết liên hệ đặt hàng thì cứ trực tiếp liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì hãy nhấn nút like, đăng ký và ấn cái biểu tượng hình quả chuông để nhận được những cái thông báo của video mới ra đây gần đây nhất. Chọn bộ càng chữ A không phanh, có phanh này, và nếu nó không lấy giảm xóc thì giá của nó là 2.350.000 đồng như trên video. Còn nếu lấy thêm giảm xóc thì cái đôi giảm xóc này là đôi giảm xóc đắt của nó là 400.000 đồng một đôi. Còn loại giảm xóc mềm cho xe nhỏ thì các bạn có thể lấy loại nhỏ hơn thì giá của nó là 200 một đôi. Đây là một cái đôi giảm xóc nhỏ này. Nếu như các bạn là làm xe nhỏ thì nên dùng loại là nhỏ này. Đây là giảm xóc nhỏ, thì đôi giảm xóc nhỏ này là có 200.000 một đôi thôi. Đấy. Với cái bộ càng chữ A như vậy thì có hai cách sử dụng hệ thống lái. Nếu như các bạn lái bằng vô lăng thì sử dụng trước lái đơn. Và còn nếu như các bạn lái bằng tay lái ghi đông thì bên mình cũng có một bộ như vậy. Tay lái ghi đông, giá của nó là khoảng 1.000.000 đồng, bao gồm từ cột lái đến ghi đông và giằng lái đầy đủ. Cái bộ đấy mình sẽ giới thiệu trong một cái video khác, các bạn đón xem nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình.